Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin về hoạt động quân sự quốc phòng vừa diễn ra. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sáng nay đã tổ chức hội thảo quy cách trang cụ đồng bộ cho vũ khí, khí tài mới do Tổng cục sản xuất. Hội thảo nhằm ra soát một số loại trang cụ đồng bộ cho vũ khí, khí tài mới để thống nhất quy cách sản phẩm phù hợp. Đề xuất quy cách trang cụ đồng bộ cho từng sản phẩm vũ khí khí tài làm cơ sở sửa đổi tài liệu thiết kế sản phẩm. Sau khi tìm hiểu sản phẩm trang cụ mới trưng bày tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất ý kiến cụ thể để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm, nhất là một số loại trang cụ đồng bộ cho vũ khí khí tài mới do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh thiết kế, sản xuất loạt đưa vào trang bị và làm cơ sở hoàn thiện thiết kế các loại sản phẩm trang cụ khác.